Chào mọi người nha, hôm nay giới thiệu với mọi người một cái tiệm bánh tiêu bánh bò ở trên đường tỉnh lộ 10 này. Chủ này vừa mới mở hàng luôn. Thì bếp này là bếp dầu nha mọi người. Tiệm bánh tiêu bánh bò của chú đã được 20 năm rồi nha mọi người. Đây là cái gì chú ha? Bánh bò. À, bánh bò. Còn bên này là chỗ để làm bánh tiêu này mọi người ơi. À, mình chiên sẵn rồi hả chú? Cái này là chiên ở nhà trước rồi là chiên chín lại. Dạ. Yeah. À, cái này là gọi là chả giò. Chả giò hả? Wow. 20 năm bán ở Sài Gòn, một địa điểm duy nhất. Đây mọi người. Hôm nay đi qua tỉnh lộ 10 này. Ngay cái số 410 tỉnh lộ 10. Thì có một cái tiệm bánh tiêu bánh bò của chú này đã được 20 năm rồi mọi người ơi. Thì đang làm bánh tiêu hả chú ha? Đây bánh tiêu này. Mình làm đây được từ năm 90 đến giờ. Rồi bây giờ chú sẽ bánh tiêu, cái này là bánh tiêu. Là cái nguyên liệu để làm bánh tiêu luôn nha mọi người. Giờ mình có làm luôn ở đây không chú? Làm ở nhà. À dạ. Cái này là bột bột mì lên men hả chú ha? Đây là một cái quẩy. Làm dầu cho quẩy ha. Còn cái này hôm nay chú nói là cái gì ta? Chả giò. Chả giò, chả giò chiên ha. Cái này là giống như xuất xứ từ người Hoa chú ha. Mình là người Việt, mình hay là người Hoa? Người Việt mà nhưng mà sao học công thức của người Hoa ha chú? Này là người trong nhà. À trong nhà. Dạ. Làm 20 năm trời thì đúng là kinh nghiệm đầy mình rồi ha. Đơn giản thôi, cái này cũng dễ mà, dễ học mà. Dễ học ha. Có gì phải có đặc biệt hơn cả cái tiệm khác kia nữa mới người ta mới biết đến tiệm của mình đúng không? Nói chung là mỗi người mỗi khẩu vị. Dạ. Không phải là người làm. Dạ. Làm dầu dầu quầy đây mà mọi người. Đây, mọi người nhìn xem nha. Nhìn chú làm giống nâng niu nó lắm. Giống như một thợ vải vậy đó chứ không phải là bột mì đâu các mọi người. Bột mì á, bột mì. Bột mì nhưng mà nhìn nó giống như một cái tấm lùa vậy đó. Cái này là nước hả chú? Nước. À. Để cho nó dính lại. Nó dính lại ha? Dạ. Nhờ con nước nó dính lại hả chú? À. Rồi mình sắp cái này lên. Wow. Chiên một chút xíu nó phồng lên đây mọi người. Rất là đẹp. Đây. Cái tiệm của mình thì người ta thường gọi với tên là gì hả chú ha? À không có tên luôn. Mấy chục năm rồi mà không có tên luôn. Ờ.
là chủ tên gì ha? Chú Bình ha. À, tiệm bánh tiêu bánh bò của chú Bình nha mọi người. Nhưng mà người ta giống như tới người ta cũng phải nói mua tiệm bánh tiêu bánh bò của chú Bình như này. À, hay quá ha. À, chút xíu nó vàng rốm đó mọi người. Không ngờ luôn. Không ngờ luôn. À, cái này hạt mè này. Chú ơi, sao mà nó phồng lên dữ hả? Bên có. Nó có bột nở. Bột nở ở trong hả chú? À. Đây nha mọi người. Sắp cái này lên hay quá ha. Cái này là thần cối. Dạ. Thần cối là sao chú? Dạ. Cái này nó cũng có mẫu chuyện á. À thế à? Là sao chú? Không chú nói qua cũng được. À. Thần cối à? Cái này phải tìm hiểu lại đó. À. Ồ, nó phồng lên dữ ha. Cái này con ít thấy ở nơi bạc nào bán này. Ờ ít chỗ chỗ bán. Ờ ít chỗ bán lắm. Có chỗ bánh tiêu là vậy. À bánh tiêu là chỗ vậy chứ nhiều đúng thật. Nhưng mà cái này thì rất là hiếm luôn. Cái này cũng bột mì hả chú? Nếu là bột gạo. Bột gạo, còn trống là nhân gì? À nhân mặn. Đây nha mọi người, cái món này không phải chỗ nào cũng có đâu này. Có chỗ này với một số ít nơi bán thôi. Đây mọi người. Đây là bánh tiêu. Chú ở nhà gần đây không chú? Dạ. Sao? Còn sao ha? Buổi chiều mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chứ? Từ nhậu qua 12 rưỡi. À khoảng mấy? 7 giờ đến 8 giờ. Dạ, từ 12 rưỡi cho đến 7 giờ rưỡi đến 8 giờ chiều nha, giờ tối nha mọi người. Ai còn đi qua đây thì ghé vào thưởng thức này. Bột này là bột gì hả chú? Nó là bột mì á. À, bột mì luôn. Tại sao mình không đun bếp than mà mình lại đun bếp dầu ta? Cái này nó mới đủ không? À. Dạ. Mình có thể giảm được, còn cái than mình không thể giảm được. À. Nó nóng quá là ga ga đâu được không? À, ga thì nó xài nó rất là hao. À. Mà nó khi cái bình nó còn khoảng 2-3 kg là không đủ không? À, dạ dạ. Chứ không phải là xài cũng được. Cái này là bơm dầu từ dưới này lên. À. Cái này là xưa rồi. Lâu lắm rồi. Giờ sau này nó xài ga. À, xưa rồi. Cái này là người xưa để lại đấy mọi người. Tức một khi mình cần là mình phải bơm nó lên, bơm ha. À, dạ. Giống như mình xịt nước cây vậy đó. Dạ, 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 nhiều rồi. À, cái này là một cái loại bình để bơm dầu. Ở đây thì người ta ít xài cái này rồi. Đây, chủ yếu
ngày xưa người ta xài nhiều dầu mà. Nhưng mà cái này nó tạo nên một phần cái sự thành công của món bánh tiêu bánh bò ấy mọi người ơi. Chủ yếu là bán dâu cháo quậy hả chú ha? Giờ mình cũng làm cái này luôn. Không, cái này là bánh bao. À bánh bao hả? À bây giờ chú sẽ làm bánh bao cho mọi người thưởng thức nha. Cương năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm mấy? À năm mấy rồi? À, làm cái món này từ khoảng năm 40 tuổi, 30 tuổi hả? À mấy tuổi? Và vứt rất là đều nha, cục nào nó cũng bằng cục nào luôn. Có khi đem lên cân là không ngang nhau hết hả? Nó cũng có thể là. Chuyên nghiệp rồi. Con cứ tưởng cái nước này có gì đặc biệt, hóa ra còn nước nguội không? Nước bình thường. Nước bình thường. Mình có ai tới xin học nghề không chú? Có chứ. À. Không biết gì. Nhiều người tới học nghề ha. Bánh bao này nhân gì hả chú? À cả nhân mặn nhân ngọt luôn. À đốt phần này lên. Đây lâu quá phải làm. À chuẩn bị sẵn hết rồi mọi người. Bánh bao trứng cúc. Đặc biệt này là gọi là chả ha, chả chiên. Không phải chỗ nào cũng bán ha. Có nhiều chỗ, có nhiều chỗ bán nhưng mà ít thôi đúng không? Gọi là chả, chả chiên, món chả chiên. À. Con cứ tưởng là giống cái món ném chả chứ. Không phải, ném chả là chỉ có miền Trung thôi. À. Chứ trong Nam này là không có nem chả đâu. À, chú là người gốc ở đây luôn ha. Ở đây. À, nên trong này là món chả chiên nên nó không thấy là và từ nay mình đi nhưng chưa thấy bao giờ mà. Nên
nem chả là từ bắt đầu từ Nha Trang đổ ra là bắt đầu mới có nem chả. Còn cái này không phải. Này nhân gì hết chú ha? Nhân thịt đó, thịt củ sả. À, thịt. Wow, khéo chưa? Chắc là xin phép chú đây nha. Rồi, chào chú, chúc chú mua máy bán đắt nha chú. Đây mọi người, đi qua đây ghé vào ủng hộ cùng chú nha mọi người. Chú bán ở đây được 20 năm rồi á.